Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bí quyết nho nhỏ mình mới áp dụng được và mình thấy nó cũng khá là thú vị. Đó là lấy lời khuyên một cách gọi là miễn phí và 24/7. Bạn có biết là lời khuyên này từ ai không? Đó chính là bản thân chúng ta. Làm sao để chúng ta khuyên bản thân chúng ta được? Đấy là một trong những điều rất là khó, và người ta còn nói là chiến thắng bản thân mình là khó nhất, đúng không? Nếu mà chúng ta không chiến thắng được bản thân mình thì hãy tự hào rằng là chúng ta quá vĩ đại, đúng không? Thì cách thức mình làm nó như thế này, thì mình để ý rằng là nếu như mà chúng ta tự khuyên chúng ta khuyên tự mình khuyên mình thì thông thường mình hay khuyên kiểu gì? Mình hãy khuyên trong trong cái gì, trong ý nghĩ, đúng không? Ý nghĩ à. Thì có một vấn đề là như này, ý nghĩ của mình, bây giờ mình sẽ vẽ một chút nhá. Ý nghĩ của mình thì nó, ví dụ nó là như thế này à. Thì cái suy nghĩ của mình ấy, suy nghĩ nó chỉ như thế này thôi, còn những cái này à, xin lỗi, cái không phải suy nghĩ. Cái này là bản chất của mình nè, bản chất. Còn đây là cái suy nghĩ. Thì cái bản chất của mình, ví dụ như là mình là người hướng thiện đây, lấy thí dụ thế đi ha. Rồi, bản chất là thiện. Nhưng mình lại bị một cái suy nghĩ sai lầm. Ví dụ như là trong quá khứ mình đã bị người này người kia lừa, đúng không? Đó. Thì nó dẫn đến một cái suy nghĩ là mình phải, thứ nhất là mình phải đa nghi, lấy ví dụ thế. Đó. Và tệ hơn nữa là thế thằng kia nó lừa mình thì nó giàu có thế thì hay là mình cũng đi lừa, đúng không? Lừa. Thì suy ra là cái bản chất của mình nó đã bị cái suy nghĩ này nó lấn át. Đó, lấn át. Đó, bản chất thiện nhưng mà lại bị cái suy nghĩ nó lấn át, tại vì mình suy nghĩ sai lầm, đúng không? Rất nhiều người suy nghĩ sai lầm. Đó. Thì cái suy nghĩ này nó ảnh hưởng bởi cái gì? Nó ảnh hưởng bởi cái môi trường. Thật sự mình có một cái nỗi to hơn ở ngoài, đó là cái môi trường. Đấy, ví dụ như mình ở trong một môi trường tốt, đúng không? Mọi người đối xử tử tế với nhau đàng hoàng, thì tự nhiên mình dẫn đến một cái suy nghĩ là mình cảm thấy an toàn, mình cảm thấy mình cũng nên đối xử tốt như người khác, đúng không? Và từ đấy nó khuếch đại được cái bản chất của mình là sống hướng thiện, nên mình sống ở trong môi trường này mình cảm thấy dễ chịu, đúng không? Rồi, nhưng bây giờ ví dụ như môi trường của mình là môi trường là mình, bây giờ mình lấy thí dụ nhé, mình là bản chất là thiện, đúng không? Rồi, nhưng mà cái môi trường của mình á thì lại toàn lừa đảo. Ví dụ như là mình sống ở trong môi trường toàn những là kẻ cắp móc túi, đúng không? Thì tự nhiên ấy, mình có cái suy nghĩ ảnh hưởng, suy nghĩ nó có hai luồng suy nghĩ nhá. Suy nghĩ tốt thì mình sẽ phòng ngừa, mình sẽ đa nghi, đây là suy nghĩ tốt. Còn mà suy nghĩ xấu là gì? Mình sẽ azure, mình lừa theo nó, đúng không? Mình cũng lừa theo nó để mình hòa nhập với tụi nó. Thì lúc đấy nó sẽ, cái bản chất của mình nó mà không đủ mạnh ấy, thì là nó sẽ bị lái theo cái suy nghĩ này, lái theo cái suy nghĩ, lái theo cái môi trường, đúng không? Mình vẽ lại này nhá. Suy nghĩ là bản chất này. Suy nghĩ và môi trường. Nếu như mà môi trường sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, đúng không? Đó. Rồi, suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến bản chất, đúng không? À, nếu như mà cái chiều này nó xảy ra này, cái chiều này xảy ra này, đó. Thì người môi trường xấu sẽ tạo ra bản chất xấu, thay đổi bản chất mình luôn, suy nghĩ xấu, đúng không? Rồi, bây giờ giả sử tiếp nhé, môi trường tôi tạo lên suy nghĩ, đúng không? Suy nghĩ, môi trường và suy nghĩ nó sẽ đè bản chất, đúng không? Nhưng bởi vì cái bản chất của bạn nó quá tốt, bạn sẽ chống lại được cái suy nghĩ này. Ví dụ mình có suy nghĩ là mình sẽ làm việc xấu, nhưng mà có một cái gì đấy nó gọi là như là lương tâm ấy. Lương tâm mình nó chống lại cái điều đấy thì mình vẫn có thể thoát được khỏi cái việc đó, đúng không? Cho nên là người ta mới nói là cái rèn luyện cái bản chất của mình nó rất là quan trọng. Thì bản chất là sinh ra suy nghĩ nó sinh ra hành động, đúng không? Hành động sinh ra thói quen sinh ra số phận, hay đại khái là như vậy, nó dài dòng văn tự lắm. Nhưng mà mình có thể hiểu theo một cách đơn giản là môi trường, suy nghĩ và bản chất.
Nếu như mà bản chất của bạn mà đủ mạnh, lương tâm mà đủ mạnh thì không có suy nghĩ nào nó có thể át được bạn. Và tương tự, nếu mà môi trường, nếu bạn bạn suy nghĩ thấu đáo, bạn trưởng thành thì cho dù môi trường nó có tệ cỡ nào bạn cũng có thể vượt qua được. Đấy, về lý thuyết nó là như thế. À, bây giờ mình vẽ một cái ví dụ nhé. À, mình đang có cái lời, mình có một lời, mình quay trở lại câu chuyện là lời khuyên này. Thì bây giờ mình khuyên, mình hay nghĩ trong đầu đúng không? Đấy. Mà cái suy nghĩ của mình ấy, thì nó bị ảnh hưởng bởi môi trường rất là nhiều. Môi trường. Từ môi trường bên ngoài, đến môi trường bên trong. Bạn tưởng tượng là môi trường bên ngoài như này, môi trường bên trong này, và cái nào đó cũng đang rối rối như này này. Nếu như ganh hẹ như này thì suy ra cái suy nghĩ của bạn ấy, nó sẽ bị rối. Đấy là lý do tại sao mà tự nghĩ hoặc là người hay ta gọi hay gọi cái từ là người trong cuộc ấy, người trong cuộc thường là không sáng suốt. Đó, bởi vì sao? Đúng không? Mình tự khuyên, đúng không? Tự khuyên. Thì mình khuyên bằng suy nghĩ, nghĩ của mình mà. Và một cái suy nghĩ của mình thì bị rối, thì suy ra là cái luồng suy nghĩ cũng rối theo. Và cái lời khuyên đấy nó không sáng suốt nữa. Đấy là lý do mà mình hay hay tìm cái lời suy lời cái lời khuyên ấy từ người khác. Tại người khác người ta không bị rối, đúng không? Người ta không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài như mình. Người ta cũng không bị ảnh hưởng môi trường bên trong như mình. Người ta có thể sáng suốt hơn, người ta đưa ra lời khuyên sáng suốt. Và từ đấy ấy, thì mình có được giải pháp sáng suốt, đúng không? Đấy. Rồi. Thì nếu như mà bà mình muốn có lời khuyên sáng suốt đúng không? Lời khuyên sáng suốt. Thì ta có mấy lựa chọn đúng không? Nhất là bạn phải kết thân. Bạn nên kết thân với những cái người mà sáng suốt, những cái người mà giỏi hơn bạn đúng không? Ví dụ như là bạn muốn trở thành người A đi, một người thành công, thì bạn hãy tìm những cái người, bạn hãy tìm ít nhất là 5 người giúp bạn được trở thành người A. Là thí dụ như bạn muốn trở thành một người bán hàng giỏi thì bạn hãy tìm những người bán hàng giỏi 1 2 3 4 5, ít nhất là 5 người nhé. Người ta bảo là tính cách, số phận cũng như là thu nhập của mình sẽ bằng trung bình cộng của 5 người mà mình thường xuyên giao lưu nhất. Bạn cứ để ý mà xem ha. Đấy, thì bạn hãy kết thân với những người này. Kết thân đây không có nghĩa không không cần thiết là mình phải giả bộ nào kia, mình có thể là chân thành thôi. Còn chân thành như nào thì bạn tự biết làm đúng không? Đó. Thì đây bằng cách này mình kết thân với họ. Ví dụ mỗi tuần mình sẽ mời một người ăn trưa, ví dụ thế nhé, ăn trưa. Thì mỗi một lần ăn trưa này mình khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình đãi người ta đi ăn chắc là hết khoảng 100-200 ngàn là cùng thôi, cơm văn phòng. Thì bạn cũng sẽ có rất nhiều lời khuyên tốt và bạn sẽ có thể là đi ra khỏi cái suy nghĩ, luồng suy nghĩ của mình. Và cách này nó cũng rất là tiết kiệm chi phí cho bạn nữa. Đừng kết thân với những người mà giống mình hoặc là kết thân với những người mà có những cái hành vi và những cái thái độ không đúng, tại vì nó giống như là môi trường, nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của bạn. Đấy là cách thứ nhất nhé, đó là mình hãy kết thân. Còn trong trường hợp mà bạn là một cái tuýp người mà ngại giao tiếp, cũng không có nhiều mối quan hệ, thì bạn chỉ còn một cách là tự tự khuyên mình thôi, hết cách rồi. Thì mình có một cách làm, tại vì mình thuộc dạng tự khuyên này. Một phần là mình cũng không có nhiều mối quan hệ chất lượng, hai là mình cũng có đi chăng nữa thì mình cũng, một là họ ở xa, hai là mình cũng lười. Đấy là một trong những cái nhược điểm của mình, tại vì mình cũng thuộc dạng sống nội tâm, mình cũng ngại giao tiếp. Mặc dù mình giao tiếp rất giỏi nhưng mà mình không không thích lắm, nói thật. Thì mình tự khuyên mình làm như nào, thì mình sẽ ghi âm. Ví dụ như là mình sẽ nói ra cái tình huống của mình vào máy ghi âm. Đó. Xong rồi mình mở lại cái máy ghi âm đó, đúng không? Đầu tiên mình là kể 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 cái tình kể kể lể. Đấy, dễ hiểu ha. Kể lể xong ghi lại. Đó. Mình ghi lại xong rồi mình nghe. Nghe xong rồi. Tức là gì? Mình coi như mình là một người khác. Đó. Mình đặt địa vị mình là một người khác luôn. Mình nghe lại một thằng khác nói về cái tình huống của nó, thằng khác đấy cũng là mình luôn rồi. Nghe. Sau đấy mình lại khuyên. Mình dựa vào những cái gì thằng đấy nó nói, thằng đấy chính là mình ấy. Mình khuyên và mình lại ghi âm lại lần nữa. Ghi âm. Thì mình để ý rằng là sau khi mình nghe lại cái lời bản, giả sử mình gọi cái bản này bản 1 đi ha. Bản 2. Bản 1 là mình đưa vấn đề, đưa cái khó khăn. Bản 2 là những lời khuyên. Đó.
Thì mình thấy cái lời khuyên ở lần số 2 này nó khá là khách quan, nó không bị chi phối bởi những cái lợi ích nhỏ mọn hoặc là những cái suy nghĩ nó còn rối trong đầu, tại vì lúc này mình đã đặt mình vào cái địa vị một người khác hoàn toàn rồi. Đó. Thứ hai là lời khuyên nó khá là chất lượng, tại vì mình cũng tự tin là mình cũng đủ trải nghiệm, mình cũng đủ khôn ngoan để mình đưa ra những lời khuyên thông minh. Đó. Đấy là cái mà mình thấy rằng là mình đã thay đổi rất nhiều trong thời gian vừa qua. À, nhưng mà tốt nhất là các bạn cũng nên nên cho nên làm cái cách thứ nhất, làm cái thứ nhất, cái thứ nhất nó cũng không quá khó, nhưng mà nó xây dựng được cái mạng lưới cho bạn, xây dựng được cái network cho bạn để bạn có thể làm được nhiều việc khác nữa. À, cá nhân mình cũng đang rất cố gắng làm cái việc này. Còn cách thứ hai là bạn như mình đây này, mình đang ngồi tối mình dặn mình đêm, dạo này mình có cái thói quen là đêm tầm 10 10 rưỡi 11 giờ mình lấy máy ghi âm ra, mình ghi âm lại, mình ghi lại những cái vấn đề của mình rồi để mình nói lại nhé. Đấy, mình ghi âm lại những cái vấn đề, kể lại những vấn đề của mình ghi, sau rồi mình mở ra mình nghe lại, mình nghe lại. À, xong mình lấy bút ra mình nốt 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 lại một số ý. À, nếu mà một thằng nào đấy nó mà gặp mình nó nói này thì mình khuyên nó sao, xong rồi mình ghi âm lại cái mình, tất nhiên mình sẽ nốt lại những cái ý chính thôi, rồi mình ghi âm lại mình sẽ nói chi tiết hơn, và lúc đấy mình cảm giác mình thoải mái, mình tự tin hơn, tại vì mình đặt mình ra khỏi cái bản chất của mình rồi, mình đưa ra những lời khuyên nó mình cảm thấy nó khách quan và rất là chất lượng. Các bạn có thể thử nhé, cái này mình cũng mới nghĩ ra được khoảng vài ngày thôi nhưng mà mình thấy thật sự là rất là thú vị. À, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Mình cũng mới làm YouTube cho vui, hy vọng rằng là qua đây mình sẽ kết bạn được với nhiều bạn khác nữa. À, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.